lục đại tông chỉ, tức là ngũ giới. Lúc dụng công phải biết đề khởi, phải biết buông bỏ, làm chuyện gì phải ra chuyện đó. Người thích niệm Phật thì tham gia Phật thất, người thích tham thiền thì tham gia thiền thất. Người không thích niệm Phật cũng chẳng thích tham thiền thì có thể tham gia thất làm biếng hoặc là thất ngủ khò. Thất làm biếng hay thất ngủ khò nghe có vẻ mới lạ nhưng thực sự nó hết sức là có lý. Thất làm biếng, dù bạn biếng nhác không thể làm biếng được, tuy bạn không làm gì cả nhưng trong tâm lúc nào cũng có chuyện làm. Đó là nghĩ vẩn vơ, vọng tưởng, lúc thì trên trời, khi thì dưới đất, lúc làm ác quỷ, khi đọa địa ngục, lúc làm người, khi làm trời, ở nơi cái tâm mà chế tạo ra đủ thứ máy móc, vật liệu trong lục đạo luân hồi. Khi cơ quan này đã phát động rồi thì chuyển tới chuyển lui, muốn làm biếng cũng chỉ lãng phí sức lực và tinh thần mà thôi. Từ đó mình càng thêm mệt mỏi, càng lười biếng hơn rồi cảm thấy mọi việc chẳng có ý nghĩa, không có mùi vị gì cả. Còn thất ngủ khò thì sao? Ngủ xong đầu óc lại mộng mị, có lúc mộng phát tài giàu có lúc mộng nghèo cùng khốn khổ, có lúc mộng làm quan, có lúc mộng đi xin ăn, có lúc mộng thấy cọp hoặc rắn độc. Vì mộng nên ngủ cũng không an lạc, muốn đả thất ngủ khò cũng không xong. Vì mình không biết dụng công nên bất luận làm gì cũng không tốt, người biết dụng công thì làm gì cũng tốt, tham thiền hay niệm Phật đều tốt, ngay cả làm biếng hay ngủ nghỉ người đó cũng dụng công được. Ở Vạn Phật Thánh Thành có 5 tông phái: thiền, giáo, mật, tịnh và luật. Quý vị muốn tu pháp môn nào cũng được, cứ tự do lựa chọn, đừng ngại. Nếu muốn làm biếng, muốn ngủ cũng được, vì do làm biếng mà mình không đi ăn cắp, đó là trì giới. Tuy ngủ mà mình không đi giết người, không sát sinh thì đó cũng là trì giới. Niệm Phật, tham thiền hoặc là học giáo, tập luận hay tu mật tông đều là trì giới cả. Do thế, khi mình học 5 giáo phái chính là mình đang trì ngũ giới: không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Dụng công tức là không phạm giới. Tuy bên ngoài mình không biểu hiện là có hành trì giới luật, kẻ khác không thấy mình trì giới, thật ra trì mà không có hình tướng trì. Mình chẳng cần dùng danh từ trì giới để hình dung khi đang giữ giới. Lối dụng công như vậy rất tốt. Bởi vì lý do đó nên ở Vạn Phật Thánh Thành, quý vị được tự do lựa chọn pháp môn tu hành, không ai quản thúc mình cả. Bởi vì quốc gia này là quốc gia dân chủ nên đạo tràng này càng phải thực hành chủ nghĩa dân chủ và tự do cá nhân. Vì vậy, đã nhiều ngày qua quý vị muốn dụng công tu pháp gì đều được cả, chỉ cần chuyên tâm tu hành, làm chuyện gì phải ra chuyện đó, làm gì phải làm chốt, chuyên tâm chú ý là đủ. Lại nữa, Vạn Phật Thánh Thành có 6 đại tông chỉ. Thứ nhất, không tranh. Nếu không tranh sẽ không dẫn đến sát sinh. Sát sinh là do tâm tranh hiện lên tác quái. Khi tranh thì chỉ muốn mình thắng, đối phương thua, dù có chết hại vô số. Thứ hai, không tham. Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi ăn cắp đồ của người khác? Là bởi mình có tâm tham lam. Nếu bạn không có tâm tham lam thì có kẻ tặng bạn cũng không lấy. Lòng tham mà trừ thì nhất định không phạm tội ăn cắp. Thứ ba, không truy cầu. Không truy cầu thì sẽ không khởi ý niệm dâm dục. Dâm dục là do mình có mong cầu. Con mong con trai mong cầu con gái. Đó là thứ truy cầu kẻ đối phương. Không những chỉ cầu thôi mà còn truy theo đuổi nữa. Giống như cái khoan, cứ nhắm về phía trước mà khoan. Nếu không có sở cầu thì làm sao có ý niệm tà dâm. Một chàng trai tuấn tú, một cô gái xinh xắn, bất quá chỉ là hai bị thịt hôi hám mà thôi. Tại sao tham luyến chứ? Nếu không có sở cầu thì mình không sao phạm giới dâm này. Thứ tư, không ích kỷ. Không ích kỷ sẽ giúp mình chẳng nói láo. Người ta nói dối vì sợ mất đi lợi ích riêng mình nên tâm ích kỷ mới tác quái, rồi mình mới đi lừa người khác, nói lời dối trá, muốn người khác không biết được bộ mặt thật của mình. Thứ năm, không tư lợi. Không tư lợi sẽ giúp mình không phạm tửu giới. Con người vì sao uống rượu? Là vì mình muốn hưởng thụ, muốn thân thể mình sung sướng. Nhưng sung sướng làm tâm mình mê loạn, khủng hoảng, cứ tưởng rằng đã trở thành thần tiên, tiêu dao trên trời vậy. Khi đã say rượu thì lại chửi rủa người khác, muốn làm gì thì làm, tăng trưởng thêm lòng dâm dục. Có người muốn đem rượu lại trợ cho khí huyết được lưu thông sảng khoái, nhưng uống rồi thì mọi sự đều quên hết, cũng đồng một loại với hút thuốc phiện, xì ke, ma túy. Đó đều là tự lợi hoành hành, cho nên mới đi uống rượu. Như vậy, lục đại tông chỉ chính là ngũ giới. Tại sao không nói ngũ giới? Là vì danh từ ngũ giới nghe quen rồi, nên khi nghe không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì người ta thường nói, tôi biết rồi, bạn nói mãi lời này làm chi? Bởi vậy nên đổi thành,
không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Những danh từ này ai ai cũng nghe qua, cũng đã biết rồi, nhưng rất ít người thật sự thực hành chúng. Vậy tôi lại nhắc lại rằng, không tranh tức là không sát sinh, không tham tức là không trộm cắp, không cầu tức là không dâm dục, không ích kỷ tức là không vọng ngữ, không tự lợi tức là không uống rượu. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 5 tháng 12 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành.